Và bây giờ mời bà con cô bác đến với phần song ca của bạn Phước và bạn Phong qua nhạc phẩm Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Nơi xứ là người xa, đêm nay nghe tiếng mơ lòng còn sao nức nở, tôi không còn nợ nó đôi biết giờ ai, đời nói trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu về dài nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ trôi đời bao nhiêu biến đổi,
tóc mẹ đã ai màu vì dài nắng dầm sương. Đôi tóc đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con còn đau, ôi nhớ mẹ là sao. Nước mắt con tuôn trào. Phước á, ảnh lo cho con lắm á. Chú thấy là ảnh cứ nhìn con, sợ con quên hoặc là sợ con nhớ lộn bài á. Hai anh em hát thương quá. Nhưng Phong cảm ơn anh Phước là phải rồi đó. Tại vì anh Phước đã vì con. Đúng không? Anh Phước là hát cái tông là khác luôn. Để cho con hát được sáng bài. Anh Phước đã chịu rất nhiều thiệt thòi trong cái bài hát này. Nhưng anh Phước hát quá tình. Em hát rất là tình cảm. Cái giọng hát của em đó là một cái giọng hát trời phú. Không? Hồi nãy là em hát một cái thể loại bolero nó dạ. Khác. Dạ, dân ca. Còn bây giờ em hát dân ca mà em hát ra rất là dân ca luôn. Em nhấn từng chữ đó. Nhưng mà thực sự là hai đứa là làm cho cô Quyền xúc động. Anh chỉ nói là hai chữ thôi. Cưng quá. Bé Phong thì nó sang sảng nghe đã vậy. Lúc hát mà anh còn nói chuyện trong bài hát. Nãy con giữa con mình lỡ cái khúc mà nơi nói đâu vậy. Không sao. Nãy con lỡ mà lỡ trong hát cái khúc nơi nói rồi con lộn hết theo luôn. Thấy mới vừa dứt phần đầu xong cái anh quay qua anh vui lắm vậy. Anh vui lắm, hò hỏi lắm. Anh hồi nãy con qua chỗ đó rồi vô vô ca chơi. Đúng như lời của chị Ngọc Huyền nói là tại vì Phong, bé Phong còn nít mà giọng con rất là khỏe luôn, giờ con hát 100 bài tới sáng cũng còn được luôn á. Phong á là giọng con còn con nít cho nên là nó chưa có hẳn, nó chưa có chín hẳn luôn á Phong. Chú Minh tin là càng ngày con sẽ càng hay hơn nữa. Nhưng mà khi con lên á, cái con lên cao cái cuối cái câu con nó giống như nó hơi lạng lạng chút xíu, đúng không con? Vậy mình đúng rồi. Mình còn nít mà mình cứ hát hoài đi. Là tập lấy cái hơi bụng gì đó. Quá con trai. Anh Phước thì giống như là biết nhấn nhá chữ đồ, nhấn nhá cảm xúc. Ngoại hình của con là cũng rất là ok. Và giọng hát cũng rất là đặc biệt. Cho nên chúng mình nghĩ là nếu như con yêu thích cái con đường ca nhạc, con nên thử sức mình nha. Biết đâu mình sẽ trở thành một giọng ca được nhiều người yêu mến. Bây giờ thì cảm ơn hai bạn đã cho một tiết mục kết thúc của cái tập 2 rất là sâu sắc và rất là hay. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Còn bây giờ là tiếp tới phần tặng hoa để xem ai nhất nhì ha. Dạ mời ban giám khảo. Lúc nãy thì chú có tặng con rồi, bây giờ chú tặng cho em. Rồi chúc mừng con nha Phong. Đã quá đã. Chúc mừng Phước. Một nhận một nhành hoa một của người, chị Huyền. Một người vừa đẹp trai nha. Yeah. Tôi mê trai mà. Một người vừa đẹp trai mà vừa có cái tấm lòng nhân hậu. Cho nên cành hoa này tặng cho người có trái tim nhân hậu. Cảm ơn chị Huyền. Vậy còn lại nhánh. Như chú Minh đã góp ý rồi, con sẽ giọng hát của con càng ngày sẽ càng hay hơn nữa nha. Sẽ hoàn chỉnh hơn nữa. Còn đêm nay thì đúng là hoa của chú Minh xin phép con nha. Chú Minh tặng cho anh Phước. Chúc mừng Phước đã nhận được hai hoa của ban giám khảo và bạn sẽ đạt giải nhất của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn tuần này. Thôi Thắng hát hay quá rồi. Phương vừa mày hát bài ơi. Em đâu biết hát chị. Không hát uống mày. Mấy người nhậu ít thôi nha, nhậu rồi con mày bắt. Đi lẹ đi, dẹo hoài. Trời ơi em nói gì rồi, yên tâm đi, đẹp xuất sắc luôn mà. Đẹp xuất sắc luôn mà. Đẹp thiệt không? Đẹp thiệt. Nãy giờ đi ngoài đường người ta nhìn em quá trời luôn á. Trời em nói chị nghe nè, người ta nhìn là người ta ngưỡng mộ chị đó. Bà nhõng nhẽo chứ ghét lắm bà nội. Thôi đánh nhau chi chứ.
duyên tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Hồi nãy anh ngồi đó nhìn lên thì Thắng hát á rất là nhẹ nhàng luôn. Là xử lý ca từ và trong nhịp của câu rất hay. Em biết không, em đã làm cho anh, làm anh ngồi mà anh nghe mà anh sung sướng làm sao. Tội nghiệp em quá à, không dám nhìn luôn hả? Chỉ trộm nhìn thôi hả? Bà con cô bác thân mến, như vậy là cuối cùng chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn tập 2 mùa 2 đã chọn ra được giải nhất và giải nhì. Còn riêng ba con á, thì ba con ráng cố gắng học hành chăm chỉ nghe không? Ba con ráng cố gắng học hành chăm chỉ nghe không? Rồi tới ba con đã... Ủa ba con nào nữa vậy? Rồi đợi sau rồi tới ba đứa con nghe không? Mở đầu là thầy giáo, cuối cùng phải là thầy giáo chứ. Mở đầu là thầy giáo, cuối cùng phải là thầy giáo chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Và xin mời ban giám khảo trao giải nhì cho bạn Phong là một kỷ niệm chương của chương trình. Giải thưởng tiền mặt là 2 triệu đồng cùng với lại các phần thưởng của nhà tài trợ trị giá 22 triệu đồng ạ. Còn cái 3 triệu đồng tiền mặt của một cô gửi nữa, rồi tiền của khán giả tặng nữa. Nó hỏi còn chú sao chú Phương? Không, không thua gì giải nhất luôn nha con. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Thương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.